Vậy là mình mặn là mình phải móc cái đít nó ra cho nó sạch cất. Còn cái lưng nó là cái trứng với cái mỡ. Dạ. Tất nhiên là trong này là cái trứng với cái mỡ của nó đây. Đó. Ừ. Nếu mình bóc cái này ra nữa là đâu có còn ngon con bù gầy nữa. Dạ. Rồi mình ăn ở đây mình ăn quen là mình để luôn cái giò luôn hả? Dạ. Còn ăn không quen là mình bỏ giò bỏ đầu. Dạ. Mình giòn á, nhờ ăn bù gầy là con cái đầu này là nó giòn nó béo. Cái đầu nó giòn nó béo ha. Ừ, cái đầu nó giòn. Mà cái con bù gầy này là do con trùng ở dưới đất, con sùng ở dưới đất nó thành con bù gầy này hay sao? Không phải con sùng khác nữa. Còn con bù gầy này là ở đâu mà nó ra nó có? Cái này là cũng mình cũng không biết, nó cũng như là tự nhiên mà có mùa thế nó có vậy hả? Có mùa là nó có. Một năm nó chỉ được có một mùa là ngay tháng này đó hả? Dạ đúng rồi. Được mấy tháng? Chừng 50 ngày là nó hết rồi. 50 ngày là nó hết à? Dạ, 50 ngày nó hết. Rồi đầu cái tới qua năm mới có ăn nữa. Qua năm có. Dạ. Vậy là tháng này nó 50 ngày là nó hết à? Dạ đúng rồi, 50 ngày là nó hết. Mình tưởng đâu là lúc nào cũng có hay vậy, 50 ngày mới có. Dễ gì, 50 ngày là nó hết trơn rồi. Này kia đó, cái mưa vậy nè, cái nó trồi nó đung lên rồi bắt đầu là nó ăn cỏ non. Ăn cỏ hả? Ờ. Ở đầu cái là mình lỡ ngay đó đó, ngay chỗ cái cây nào vậy đó, cái hàng cốt nào mà mình đi bắt quen vậy đó. Ở đó là nó chui lên là mình bắt, nó có cái hang, nhiều cái hang, một con hang vậy, hai con chừng, ba con chừng, một con không chừng. Nó có hang mình cũng phải moi hang đó hả? Có, mình còn phải moi hang. Con số thì nó bay lên, còn con số mình phải moi hang. Dạ đúng rồi. Số moi hang. Mà bắt nhiều khi có ham lắm. Có bắt cặp nữa. Có bắt cặp nữa. Bắt cặp, một cặp hai ba con không chừng. Dạ. Nhà làm đồ ăn. Một cặp hai ba con, bắt cặp một con. Dạ, nó đậu lên tàu lớn vậy đó. Đó mình lấy cây á. Kiều nó xuống bắt. Mà thôi, đi bắt chưa được nữa, tiếng hồ nữa nhiêu là bà. Mày bắt hả? Ừ, mấy anh cô đi bắt rồi đi mồm á. Cái này có độc phộng á. Có sẵn độc phộng nè. Hôm nay lên đây thì thấm đãi món này, nào tới giờ cũng chưa biết luôn. Ăn đi rồi về. Ngon rồi. Về dưới mà giới thiệu với ta. Nào có dịch chưa biết. Mà cái mùa nó cũng ngặt, nó được có 5-7 bữa rồi. Làm sao giới thiệu gì nữa. Dạ đúng rồi. Quên nữa cái chấm không? Cái chấm thì biết. Quên nữa cái nãy đi cầm cái chấm về trang rồi. Mua đâu? Mua với chủ. Chấm rừng hả? Đường vô chấm rừng mạnh đây. Rừng á. Chấm nó gọi chấm ở đây gọi chấm rừng. Còn chấm trên miên khác. Chấm rừng nó ngon hơn chấm của miên. Chấm rừng là chấm của mình chứ cái nhỏ đó. Ừ. Còn chấm miên chắc cạnh mà không ngon bằng. Rồi qua nữa, qua 100 á. Cái trăm tàu dồn luôn, không lâu lắm mà chị ơi, tôi là biến trời, biến sớm luôn. Rồi qua tôi chơi, tôi xào thí vậy là cho mấy người nói ngăn luôn. Tôi là biến. Sao cậu nói dồn phộng mà? Dồn đâu dồn, trứng của nó. Trứng nó nói béo. Trời, tôi để. Để qua bên đó. Tao để ấy mà không béo. Hôm nay lên đây được chị là quá nhiệt tình nha quý vị. Không lẽ bây giờ mặn lâu quá mình còn kêu nhiêu đây thôi chứ. Trời ơi nhiêu đó hả, ăn hai nhịn mặn hết đi. Dạ. Hết lâu quá trời rồi. Cắm con miệng hết nửa chân nữa. Em muốn khám nghiệm con nghe con lấy trứng nè. Sao nãy giờ em không thấy trứng nè, trứng nằm tút mỹ trong em tính khám nghiệm tử thi đó. Cái đó là mỡ. Cái này mỡ nè nghe mọi người. Mỡ. Mỡ. Chưa, trứng chưa đâu. Đó là mỡ. Trứng nó ăn bùi lắm. Trứng ăn bùi lắm à? Đúng rồi. Bằng quý chị. Trứng ăn bùi lắm. Quý vị là để cho ai cũng được, không sao hết. Có một số người ta bắt bẻ, mình kêu mọi người ta cũng bắt bẻ, mà kêu quý vị cũng bắt bẻ. Đúng rồi, em thấy trên kia có nói. Để cho dành anh Khương anh mới kêu được là quý vị. Kêu mọi người cũng tự mà kêu quý vị cũng la. Thôi bây giờ tùy duyên đi chứ biết sao bây giờ. Ai thích cái nào thì kêu cái đấy. Đúng rồi.
có trứng nè, trứng nè, đó nè, trứng nè, trứng nhỏ nhỏ ra thấy không? Trứng nè, nó là trứng mùi nè, này là trứng nè, trứng đó, thấy không? Trứng này ăn nó mới mùi. Nhét trở lại, sao lại nó cứ ngắt lại, nhét trở lại chứ liệu rồi nó chăn trứng của ta ra sao? Có gì tính lên anh cho kìa. Làm gì họ bóc bóc làm ớm nha. Cấm. Trời, là cấm con ta mà không. Không không không. Mày gì kia. Cánh là còn giò hả? Ừ. Cấm rồi. Cấm rồi. Nhưng mà con đặt của người ta là phải có thịt vô mới. Ừ đúng rồi. Vậy được coi, vậy là mừng lắm rồi. Trời giờ này chế đây. Lên tới nhà mà nói chuyện là mừng lắm rồi. Nhưng mà cũng biết thằng nó vậy. Mới kể, Thương kìa, tôi chưa động kìa. Cũng má, nãy giờ tôi thấy ai cũng lặn vậy, tao cũng lặn vậy mà tôi hộ tao rồi sao? Ôi, bà lắc cái đầu. Mẹ tao biết ơn tao biết đâu. Ba ăn cái đầu nó mới bao ngon. Thế vậy mà bỏ đầu lấy gì ăn? Thôi. Không mày, hình như có cái đầu nhìn thấy nó đẹp hơn mày. Ôi, mà bỏ cái đầu không có một chọn. Bỏ cái đầu đấy mới được. Bỏ đầu hả? Ừ. Đừng có bỏ đầu. Thiệt. Ăn nó lặn của ta còn cắm ta lặn lại nó cũng ra thằng. Không, đừng có bỏ đầu. Bỏ đầu nó có ngon. Mà thôi ăn cái đầu nó giòn. Trời ơi. Thiệt. Bây giờ hai bà ý kiến. Không, bây giờ mấy bà ăn đi nha. Một hôm mấy bà lựa con không đầu mấy bà ăn đi coi có giòn không nha. Còn cái con có đầu là nó giòn. Đập thì lâu quá, ăn thì lâu quá. Đọc mà lại. Gá, phải để lên trên cái gỗ quá chịu. Trứng không rồi, trứng không. Cái trắng trắng đó là trứng hả? Trứng chứ mà ở. Về cái á là trứng dữ lắm. Để cái đất xuống đây này con hả? Không. Chắc nước ra hả? Trời nhớ cùng dậy nó cách để này. Rồi, cái này là năm 3 tháng 8 giờ sáng là ba nó ta. Một con được mấy mấy hộp mấy hộp? Làm tiếp đi con cầm. Một con được mấy hộp? Một con được mấy hộp vậy? Con dọn nhiều thì nó ngon. Trời, trời ơi, muốn tay. Muốn tay. Con tay. Con móng tay. Móng tay. Móng tay. Móng tay em. Sao? Có sao đâu cái nè. Cái móng tay được đẹp không? Không phải móng tay tại con mua gầy. Món đặc sản của miền núi nha các bạn. Miền Bảy Núi. Miền Bảy Núi. Đây là phụ gầy nhét đậu phộng. Dọn cho nó nóc rồi kìa. Hả? Dọn cho nó nóc rồi kìa. Ờ, dọn nó cứ một phần. Chị Mỹ. Thịnh luôn á. Ờ, đang thấy ngắn cái đuôi cái đít lên chút tình đây ăn không? Vậy hả? Còn con hộp á. Con hộp. Ờ, em nhét không vừa mà. Vậy. Nhắc đến gồng gồng chút. Nhắc đến gồng gồng chút. Trời ơi, móng tay còn hết ăn không ăn luôn trời. Có cắt khúc. Nhắc gì đâu con. Tại cái tay con gầy là lặt nên đem đầu móng ra coi. Chứ phải coi dơ đâu. Con có nhiêu mặt đó. Cái này nghe nghe nó là bụi nhỏ. Con hộp thì vừa gì ốc ấy không đủ rồi con hộp. Con hộp hả? Con hộp rồi không đủ. Đủ rồi. Không có ít gì nữa. Mua thêm. Ý như vừa chờ là ông mới cho người đi bắt đi. Thôi. Rồi đi bắt chung nè, chung hồi tối em ngon với gì. Dạ. Ăn hồi tối cũng đợt rồi đó. Trời đừng có. Ở dưới bà Thuận có bán đậu phộng ra không ta? Cũng chờ đó đi. Không, tôi chiều nay tôi khắc chút xíu à. Tôi ăn được nữa rồi.
là nó có mãn trong vòng 10 ngày này thôi ha. Đúng rồi. Mấy cái mùa mưa này hình như được mấy ngày phải không? 9-10 ngày là xong rồi đó. Nó cũng như là những một ngày hình như 100 ngàn đầu cái gì mùa đó. Mưa không? Đầu mùa cũng như là mưa đám đầu phải không? Là nó có ít không? Cái ngày thứ hai á là anh bắt có mấy cái ngàn. Là nó theo đầu mùa mưa. Bù gầy hay là con gì? Con bù gầy á, là bù gầy. Bù gầy. Bù. Ừ. Bù gầy. À. Đây nè. Chơi luôn. Trời ơi, chơi cái táo hết hồn hết nhé. Bữa nay chơi lớn luôn. Chút quà lấy. Chút quà lấy. Mua nhiều lắm luôn. Nhiều được rồi, cái nào nhét 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 thôi bỏ đi. Nhiều lắm mà anh nhét hết mới ngon. Dạ, yeah, nhét hết được ngon quá. À, đâu có ăn hết đâu, ăn hai bác con. Ăn hết. Hết. Đâu có ăn hết được đâu. Đây là số bù gà mình đã làm rồi nha quý vị, là mình đã anh Thấm đã nhét đậu phộng vô. Thì hôm nay chơi lớn luôn, là đem cái nồi ra ngoài khổng lồ luôn. Đem một cái nồi khổng lồ ra lại thử luôn. Luôn nha quý vị. Đây là muối. Đây là bột ngọt. Đây đây là bột ngọt. Đường, muối, đường, bột ngọt. Ba thứ hết. Bột gậy. Bột gậy nha quý vị. À, một dĩa nhìn rất là hấp dẫn luôn. À, quý vị thấy không? Đây là kêu là ăn côn trùng. Ăn côn trùng của người dân tộc, nhưng mà người dân tộc không ăn côn trùng, nhưng mà bây giờ là người Việt Nam mình ăn. Bây giờ là xào lên ha. Xào lên. Xào lên bây giờ quay mình thử tỏi nha, mình thử tỏi nha quý vị. Quay hơn Trường Giang. Quay hơn Trường Giang luôn á. Món ăn giặt. Món ăn giặt, nóng rồi. Chỉ có người miền Tây mình mới được như vậy nha quý vị. Là tất nhiên là lên nhà là mới được vậy. Quen thôi, chứ còn nếu như mà ở địa phương khác thì dễ đi. Người dân chỉ mới hết vô. Tỏi thử sẵn, có cái chảo. Đầy đủ hết. Được chưa? Được chưa? Để vô được chưa? Hả? Để vô được chưa? Rồi. Xôi rồi đó. Dạ. Rồi, bỏ vô. Dăng. Rồi. Hết luôn rồi đó quý vị. Một loại luôn, rất là hấp dẫn. Cái đầu né. Xâu vô tình, đưa vô. Anh tích lửa. Tích lửa không? Nào tới giờ mình cũng chưa xào, chưa thử cái này nó ra sao luôn. Cái này là đặc sản của miền Bảy Núi. Bảo quá quý vị ơi. Chưa biết nó như thế nào, nhưng mà bây giờ cái màu nó lên là nó hơi bị đẹp rồi đấy. Thấy không?
hay là muối. Muối mình sẽ cho dù cái muối. Muối cho vô một miếng muối đi. Cho vô một miếng bột ngọt nữa. Xảo phải rồi hả? Muối rồi. Rồi bà con mình bỏ quá thì tình quý vị ơi. Thấy cái món này ngon mà mình không biết. Làm sao? Cho nó thiệt chín đi rồi mới để cái này vô là mới bỏ miếng muối rồi đó. Ừ, sao để muối, ta để nước tương nó mới thơm. Vậy hả? Ừ, nước tương nó mới thơm, để muối. Rồi, bây cái giờ khi nào mà mình muốn ăn đó phải không? Mình để mấy cái này vô là mình trộn qua trộn lại là mình nhắc muối lại. Để vậy là nó hết hơn một ngày rồi. Hết hơn hả? Mới có muối nè, cái kia chưa bỏ vô, cái giờ này là chín rồi. Chưa chín không? Chưa chín hả? Có thiệt chín mới được. Để coi ăn thôi, tâm trình đó. Thiệt chín mới được ha. Dạ. Thiệt chín là mình phải lên lửa lên. Cho nó hút hết nước này nè, rồi mình mới để được một ngọt vô. Dạ. Có thể nấu là chỉ luôn nha quý vị, tại cái món này nào tới giờ chưa làm thì nghe cũng không biết nữa. Nó hết hết nước không được. Buồn vậy. Ê, thắng nãy tao kêu làm nước tương mà sao làm muối? Muối đi, đỡ muối đi, muối đi. À, nước tương nó ngon. Để vô hết hả? Chưa, mới có muối à. Cho nó về, cho nó Nó khôn nước mà được ha. Khôn nước hay gì, để đường thì bọt vô là nhắc xuống. Hấp dẫn quá chứ, vậy thôi còn đợi nữa. Tại quán mà chứ quán luôn nha quý vị. Đây là quán Hồng Thắm thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên. Quý vị đi ngang đây là có cái bảng là nội thất An Phú. Là thấy cái bảng nội thất An Phú đó là ghé vô tới cái quán. Sao bu gầy luôn. Chút xíu ha, mình cắt xuống rồi mình sẽ thưởng thức trên đồi luôn hả Thắm? Thưởng thức luôn đây, vừa quay vừa xào vậy đó, mình ăn coi thử coi nó mặn lạc hay là nó sao vậy đó. Rồi, chị chào mình chút nha, chào cho nó chín, khoảng nửa tiếng hồ đó nó chín. Bây giờ là khô rồi nghe quý vị, bây giờ mình sẽ bỏ được. Này là cũng thợ nấu bất đắc dĩ, thợ nấu không biết chứ được bột ngọt nhiều không? Ít bột ngọt thôi. Ít bột ngọt thôi, ăn nắm được rồi ha. Ha. Nắm được luôn. Bột ngọt luôn. Nhiều được rồi, nhiều được rồi. Để nhiều quá. Nhiều vậy là đợi nha. Giờ mình sẽ xào lên. Thơm nữa. Thơm mày. Thơm mày. Vậy đó, rồi bắt đầu là mình chọn đi rồi tan được bột ngọt nó đi rồi mình nhắc cái này rồi sao không có trứng cơm ăn không? Ăn với cơm cũng được, mày có thể sống á. Mày làm một miếng nước mắm con nước tương gì đó. Ở đầu có mày bành cặp với nó ăn là trúng trúng sạch của nó. Trúng sánh luôn ha. Đúng. Qua ăn cá cơm cặp sợi sống rồi đó. Bữa nay ăn mày cặp sợi sống nên là chắc ngon lắm à. Đúng rồi đó, ăn cặp sợi sống rồi. Rồi đâu ăn thử thôi. Cá cơm đó em gam cũng y gan vậy nè. Cắm cặp sợi sống ăn ngon như này ngon hơn. Mày muốn chi giữ thằng lông mọc cá cơm vậy em nói cho. Chắc là nửa năm chờ luôn. Có đâu. Giá căng lên bỏ cho con chỗ của mẹ. Thử con ha. Chín rồi đó. Chín rồi để thử coi sao. Thôi chưa chín rồi, khô đi. Khô đi đúng rồi, khô xíu đi. Ăn thử con coi. Bên đây làm mà bên kia là không quá ngon rồi quý vị, tôm qua tới bên kia. Chưa, để cho nó nóng xíu xíu nữa đi.
con ăn người đó đó. Con nói ăn nó chín đi mới được, tại con này nào tới giờ chưa ăn nha các bạn. Cũng hơi ngán. Con nói cho ăn nó chín mới được. Chưa khô mà chín vậy. Chín rồi đó, anh Thái ăn được rồi đó. Yeah. Con cái này là lần đầu tiên trong đời ăn con này luôn nha quý vị và các bạn. À, để thử coi sao. Này. Đó. Con mình thấy. Vừa ăn chưa? Quá đã quá vậy. Quá đã đúng là ngon. Có đậu mộng. Đậu mộng nó béo béo. Cái thịt con này thì nó ngọt ngọt. Và nó thêm là có như là cái trứng á. Nó ngọt ngọt, ngon lắm nha quý vị và các bạn. Ngon lắm. Nguyên một thao hay không? Rồi anh em thử cho em. Dạ. Đó bây giờ để em tắm mình sẽ thử nước coi sao, coi cái tay nghề của mình nấu rồi nó sao ha. Mặn gì âm. Cho coi thử mặn lại nha. Dừa, dừa, không mặn không? Dừa. Lần đầu tiên ăn con trùng nha quý vị. Lần đầu tiên ăn con trùng. À, đừng nói con trùng á. Ăn bắt con trùng đâu nha. Con trùng. Con là bù bù ghẹ. Bù ghẹ. Ngủ rồi, ngủ rồi. Chưa ngồi. Ngủ rồi. Chưa ngồi. Nè, sao sao? Ngủ rồi, ngủ rồi. Sao? Sao? Sắp ra nữa. Sao? Cảm giác thế nào? Sắp ra nữa tớ. Cảm giác là đậu phộng là ngon đúng không? Đó ngon là nó mềm đó. Để nó mềm. Để nó mềm. Rất ngon lắm nha quý vị. Rồi bây giờ là mình đã tắt ga luôn rồi. Bây giờ anh với em ngồi đây dùng hết cái nồi này đi. Không mình làm. Rồi vô chú Bê ơi. Em bạn nhỏ. Dạ. Ăn cơm nha. Ăn cơm. Ăn đây hai thằng mớ cơm mà ăn vô gì vô nữa. Hai thằng mớ cơm mời. Chú Tư mời ăn cơm nhiệt tình quý vị ơi. Nhưng mà quá ngon rồi. Không giòn tại mình là thợ nấu rất ma. Được không? Được ha. Không giòn là ngon quý vị. Bây giờ mình thử một con nữa coi. Mời quý vị và các bạn nha, cùng nướng nó với mình con này nha. Con này là con gì, con bù gà chớ phải nó rõ ràng mới được. Dạ, không vừa với con. Nó có cái bụng là như là sữa vậy đó quý vị. Ăn cũng có cái mùi sữa sữa. Ừ, có cái trứng. Đậu mộng thì nó bùi. Còn con bù gậy này, bù gậy này thì nó thơm nữa. Thành ra mình ăn nó rất là bốc, rất là bắt luôn. Cái mồi này mà nhậu là mấy ông nhậu là đúng sách luôn á. Cứ một ly một con, một ly một con là làm hoài được hoài á. Lần đầu tiên là mình mới ăn con này luôn nha các bạn. Nó dài. Ở ngoài này thì đây. Làm con đó là ngon quá, làm con ơi. Tôi gắn cơm vô. Cho tôi cơm vô cũng múc hết. Nghĩ ăn hả? Ngon lắm các bạn ơi. Ngon. Bà không biết bạn nào mặn lạc nha. Được ăn, ngon. Để ăn thử con thôi. Thử mấy người. Được ăn. Không mặn không lạc. Ngon. Ngon. Lần đầu tiên mình ăn đặc sản lên trên núi luôn nha quý vị. Từ bây giờ ông chú Tư ổng ra ổng bơ tôi ông ra là ổng có ưu. Ăn ăn con sao ăn chú Tư. Cổ máu quá. Còn lấy dĩa cho đồ chuẩn gì vậy con. Chào bưng vô trong nhà đó. Cô Khánh luôn nha quý vị. Bấm như vậy. Ủa sao khách ở trong mình ngoài à? Ngon mới vậy. Bây giờ mình sẽ chào qua bên đó với ông chú Tư. Ngồi chú Tư ơi. Ngồi chú Tư.
Bây giờ có khách tới thì chúng ta phải chặt thấu bóp không quý vị? Mình ngồi đây mình thưởng thức. Không, 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 mình dám chắc là một số nơi đó là không có biết con này đâu quý vị. Mình ở tỉnh An Giang nhưng mà mình ở huyện Châu Phú, còn trên đây là trên tỉnh Biên là vùng núi mà mình còn chưa biết nữa, không chi là các vùng khác, các tỉnh khác là bảo đảm là không biết luôn. Thì em Thấm nãy có làm sẵn cho mình chỉ là có chiên với xào thôi, nhưng mà trong này thì mình thấy là nó rất là ngon, rất là bùi, mà cái mùi nó là mình đút vô là nó phao miệng liền quý vị nè. Nó phao miệng liền, nó có sữa đã phao miệng liền. Vỏ hả? Nóng nha quý vị, rất là ngon. Nè làm thử con ơi. Trời. Cái dân miền xuôi là không dám ăn con này á, nó cũng giống như con sùng mồm lắm. Thử cái. Sợ quý vị ơi. Nhưng mà con này thì người dân ở trên đây người ta ăn là bình thường, còn ảnh là ảnh sợ. Tại có chiếc xe mới lại mua thốt lốt cho nên em Thấm với ba em Thấm đi ra ngoài đó chặt thốt lốt xếp vô rồi mình với ba em Thấm thưởng thức cho quý vị xem nha. Rất là ngon, nó đậu phộng nữa nè. Đó. Đó quý vị, đây là cái món ngoài là ăn với cơm luôn. Mình thì mới, mình hơi ngán ngán cho nên là mình ăn nó còn ngán ngát. Ngán ngát nè, còn ông chú là ông muốn muỗng không đó quý vị. Được không, được không? Được ha, con xạo vậy là ok ha. Là mắm lạc á. Nè ha, có nước mắm lạc chấm thêm cái nữa ha. Dạ. Không, nhưng mà cái này là cũng vừa ăn rồi, chấm nước mắm là lại vì chú ăn cho bạn ha. Dạ. Ngon lắm các bạn. Dài bầm á. Mắm với xài bằng á, mình thường thường là mình hay ăn này một chút. Thích ăn lâu lâu ăn ăn quả lắm rồi. Vậy ha. Mẹ rồi anh đây. Một số người là kêu là bùa gậy, còn một số người thì kêu là bọ gậy nha quý vị. Nhưng mà ông chú tư ổng ở đây là ông kêu là con bùa gãy đó, gấp ổng liên tục là chỉ con này là ăn cơm mới được thôi. Mà đặc sản này là đặc biệt là nó có khoảng là 10 ngày trong những ngày mà mưa đầu vụ quý vị, xong một đám mưa rồi đến một đám mưa nữa là nó mới có, mà nó có khoảng 10 ngày à, chứ nó không có được lâu. Đây ngon lắm á các bạn à. Hôm nay nó có đậu phộng nè, bùa gãy nè, bây giờ làm con nữa coi. Làm thử con ơi, qua nhìn đứng nhìn hoài mà không dám. Nó không rồi ăn cái này mà ăn không á đau bụng. Vậy ha. Thôi em phải giới thiệu cho tao cho rõ chút nữa. Ý muốn thực chiến á. Ý muốn thực chiến đâu quý vị, là rủ nhậu á. Mà mình thì đường xa, quý vị không dám nhậu, cho nên chạy anh đi. Vô chút đấy. Ngon lắm các bạn ơi. Đây. Không có hả? Không có, không có. Nào đó giờ con mới biết luôn á. Thấm đem ra nói con ngạn á. Nói con nói con đâu biết con gì đâu. Chợ bán con ngạn á. Đem ra rồi con xin em luôn rồi bằng này xào luôn. Chợ nhà bà bác bán con ngạn. Con ngạn, con ngạn ha. Nó ngoài ăn này ra có làm thuốc gì không? Nó cũng bình thường vậy. Bình thường ha. Không thuốc mang gì hết á.
ngon lắm các bạn. Đúng rồi. Nhìn lại. Con chó người ta gặm sợ không dám ăn nha quý vị. Đây. Đây mình gấp cho con chú là thoải mái luôn quý vị. Ăn trong nồi vậy luôn nó mới sống. Mà là xào cái nồi này là khổng lồ luôn. Video đến nhà của anh Thấm mình đến đây là xin được phép kết thúc các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.